Xin chào tất cả bà con cô bác đang đến với video tiếp theo trên kênh Nguyễn Hoàng Tâm, kênh cung cấp cây giống sưa đỏ, cây giống gỗ quý và tất cả các loại cây nhóm gỗ quý A1 như bà con. Bà con nào có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ hai số điện thoại. Đây. Đâu rồi? Ủa, đâu? Chỗ này nó bị mờ rồi, bữa nào thay cái bản khác nha bà con. Đó. Rồi. Thì cơ sở cung cấp của mình ở ấp Gia Khánh, xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Bà con nào có nhu cầu thì có thể tới để chở cây giống về hoặc là gọi điện bên mình sẽ cung cấp cho bà con từ 10 cây trở lên, bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bà con là cây sưa đỏ bên cơ sở của mình nha. Ok. Vô đây cài. Rồi, thì đây là mùa mưa nha bà con. Hôm nay là mùa mưa cho nên là bà con nào mà mua cây bên mình ở hiện tại thì trồng rất là chất lượng. Bên mình là cung cấp cho bà con là cây rất là chất lượng. Đó. Rồi, giá cây bên mình thì bà con cứ yên tâm nha, rất là mềm so với trên web. Đó, web thì nhiều nhiều trang, nhiều kênh thì giá cũng rất là cao, mình thấy cũng rất là cao, nhưng mà không biết có miễn phí vận chuyển không. Nhưng mà giá bên mình mềm nhưng mà vẫn hỗ trợ vận chuyển cho bà con, có nghĩa là bảo hành cho bà con nhiều khi vậy đó. Có nghĩa là ví dụ như cây tới chỗ mà có bị lỗi như thế nào đó thì bên mình cũng sẽ bao cho bà con, có nghĩa là có thể là đền bù cây khác cho bà con trồng. Đấy. Rồi ok. Mình sẽ đưa lên lấy một số cây nha. Đấy. Lấy một cái số cây mà bên mình á có thể cung cấp cho bà con, có nghĩa là những cái cây mà nó như thế này thì mới cung cấp cho bà con được. Còn những cây nào mà nhỏ ốm yếu thì bên mình sẽ loại bỏ đi nha. Đó. Đây nè. Cây hiện tại bên mình thì ok rồi, có nghĩa là cao đó không? Nè, nhìn nè. Cây rất là chất lượng luôn nha. Đấy. Đây. Thì hiện tại á bây giờ là cũng tháng 6 bà con, ngay vô mùa mưa nè. Đó, bà con nào hiện tại trồng cũng rất là hợp lý, không phải tranh thủ quay video cho bà con xem để bà con canh ngay mùa mưa mà trồng. Đó. Mùa khác trồng vẫn được, nhưng mà mùa mưa thì mình trồng thì mình khỏi cần chăm sóc nhiều, nghĩa là mình khỏi cần tưới nhiều nha. Đây. Cây thì tươi tốt nè, bà con nhìn nè. Này. Đó. Thấy chưa? Thì hiện tại nó khoảng tầm 6 tấc nha bà con. Bà con trồng cây sưa mà không cần phải phân thuốc gì nhiều đâu. Nó thuộc cái họ đậu á bà con, có nghĩa là khi mà chăm sóc á cái lá của nó hoặc cái thân của nó mà rụng rớt vào những cái cây khác á thì nó cải thiện đất cho mình, nó cải thiện nguồn đất, có nghĩa là những cái cây khác chơi góp phần cung cấp chất dinh dưỡng ở những cây khác nữa. Đấy. Thì ở nhà mình cũng có một cái vườn sưa nữa, đi vài bữa mình sẽ tranh thủ mình quay cho bà con cái vườn sưa tại nhà mình. Hiện tại thì vượt trội so với những cái tiêu chí để bán cây công trình luôn, có nghĩa cây rất là cao nha, cây rất là bự rồi, bự lớn như không bà con. Đó. Mình dùng để làm xào đồ cũng được, mình treo mấy cái quần áo của mình ở nhà đó. Rồi, đây. Thấy không? Rồi. Rồi bên mình thì cũng xưa thì cũng còn coi khoảng tầm 3-4.000 cây nha, 3-4.000 cây. Đó. Hôm nay là cô bác mua cây sưa bên mình cũng nhiều lắm, gọi điện liên tục tại ngày mùa mưa mà. Cây đẹp không bà con ơi. Đấy. Tháng trước là nó bắt đầu nó lên đọt á. Tháng này nó ổn định rồi, nó đẹp ra rồi. Đó. Rồi còn bên đây là cây cẩm lai nè, cây cẩm lai cũng nhiều bà con trồng. Nghe là ví dụ như bà con muốn trồng những cái cây khác, ví dụ như cây cẩm lai hay là cây đàn hương, cây gõ đỏ, cây chắc đỏ hoặc là cây gián hương thì bà con ví dụ mua tầm 20 cây sưa đi thì bà con có thể là mua thêm là 5 cây cẩm lai, 5 cây gián hương để mình về mình trồng. Có nghĩa là để xem là cái đất của chỗ bà con là phù hợp trồng với những cây nhiều nhất nha. Đó, hầu như những cái cây này cây nào cũng dễ trồng hết, nên bà con cứ yên tâm để trồng để đại cũng được nữa, khoảng tầm 1-2 năm sau bắt đầu cái có cây công trình để bán. Nè, cái cây công trình này là cái cây công trình gián hương nè bà con, thấy không? Đó, clip trước mình giới thiệu cho bà con là cây gián hương rồi. Clip này quay cây sưa với lại giới thiệu cây công trình. Đó, nó cũng tựa tựa xem nhau, nghĩa là bà con nhìn cây gián hương như vậy thì cây sưa thì khi nó bự nó cũng nhìn nó cũng y chang nè, cũng tựa như vậy nè, mà nó chỉ khác là cái lá thôi. Đấy, còn cái thân thì cây sưa đỏ thì cái thân nó sần, thấy cái gỗ cái thân nó sần nha, còn cái thân cây sưa mà láng nó là cây gỗ sưa trắng đấy chứ không phải là sưa đỏ nha.
Rồi, có hai loại sưa nè bà con gắng phân biệt giúp mình. Đấy. Bên mình thì cung cấp sưa đỏ nên bà con cứ yên tâm nha, mình đã cung cấp cho bà con khoảng 6 năm nay, 6 7 năm nay luôn rồi. Nói chung là thời gian là bán cây giống cây gỗ quý cũng khá là lâu, nhiều bà con ở khắp cả nước tin tưởng rồi. Có nghĩa là miền Tây, mình ở miền Tây khi bà con mà bấm cây sưa đỏ YouTube thì đảm bảo là kênh của mình là đứng top trong những cái kênh mà bán cây gỗ quý ở miền Tây này chất lượng nha, nên bà con cứ yên tâm nha. Rồi nói chung thâu tóm cây giống gỗ quý ở miền Tây rồi đó. Rồi ok. Đẹp quá. Đây này. Mùa này nó không có nổ lá nha bà con, mùa này là đẹp rồi đó, bắt đầu đẹp trồng là ok rồi nha. Đây này. Là những cái quay vừa nãy quên quay cho bà con xem là cái thân của nó mà khi mình giao cái thân nó sẽ bự như thế nào. Đây, thấy chưa? Nè, quay cận cảnh luôn. Phải quay cận cảnh cho bà con thấy nè, thấy không? Cái gốc này nè. Đấy, thấy chưa? Rồi cái lá nè, cái lá này. Cái lá ở đâu có hư hỏng gì đâu, đâu có sâu ăn gì đâu. Đó, nó bị chỉ đâu ít thôi, nó ít xíu à. Đó. Thấy không? Trồng bao chất lượng luôn nha. Đó. Mau mập lắm bà con, mà trồng mấy cây này mau mập lắm. Rồi, nó có cái hương nữa. Cái lá nó có cái hương nữa. Cái hương á, cái hương thơm á, khi mà mình trồng cái cây này á hả, dò cái lá thì nó sẽ có cái hương thơm, có nghĩa là trồng khi mà bà con ra vườn á nó sẽ tỏ ra cái mùi hương đó. Cũng ok lắm bà con, cũng thích lắm. Hửi cũng bà cũng thích lắm. Rồi ok, cảm ơn bà con đã xem clip. Nếu bà con có mua cái giống sưa đỏ thì có thể liên hệ bên cơ sở của mình, có thể là kết bạn Zalo 0363119546 hoặc là gọi điện trực tiếp luôn để có thể hỗ trợ tư vấn cho bà con. Cái Zalo 0942239849 lâu quá mình không vô á, cái nó xóa mất tiêu. Cái Zalo cung cấp cây sưa đỏ cho bà con đó mà nó xóa mất tiêu nên là nhiều bà con vào nhắn tin mình không có trả lời được. Nó cũng vài bữa tạo lại cái Zalo đó để chuyên đăng ảnh úp ảnh cho bà con xem nha. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều, hẹn gặp lại bà con vào các clip sau. Chúc bà con thật là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt bà con.